Kính thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian mà chờ đợi thì cuối cùng tôi Thám Tử Hôn Nhân đã làm được cái này đây. Với bốn cái cục này tôi xin đọc một bài thơ rất là thích hợp. Đó chính là bài thơ Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son. Ai mà ồn quá, mấy đứa nó ồn dễ sợ quý vị, thiệt nha. Nhưng mà kệ gì đó, mình cứ tập trung mà mình làm thôi, chuyện của người ta đúng không mọi người. Và bây giờ tôi sẽ sáng tạo hơn xíu, không làm cái bánh trôi nước này nữa mà mình làm... Trời ơi, bởi vậy nhiều khi mà ồn ào dễ sợ quý vị, thiệt á. Chơi thục đi da lỗ thôi mà. Thì thiếu bi thì nói tôi một tiếng. Đã tôi nặng sẵn cái bi cho nè. Đó, bốn cục nè, tha hồ mà chơi. Vô. Bớt ồn dầm đây nè, bi nè. Ủa Tùng Minh. Quấn. Thám tử. Dạ vô đây. Ủa sao tới rồi sao không hú? Tại sao tới mà không hú? Rồi nãy giờ hú nè. Ủa nãy giờ tôi nói chuyện ồn ào vậy mà không nhận ra giọng tôi hả? Đang tập trung nhiều quá không nhận ra. Ủa mà giờ ông đây sao hay đội nón vậy? Tóc tai đâu hết rồi, vợ nắm hết trơn hay gì vậy? Có tóc đâu mà để cho nên phải đội nón thôi chứ. Tặng bạn nè. Ủa này cái gì vậy? Trứng á. Trứng à? Đứa con trái. Nói hai đứa con trai trái. Cho điều. Sao rồi, gia đình hạnh phúc không? Nói chung là cũng được. Giờ ông đây còn hay chê vợ mập không? Vẫn chê đều. Rồi có bị quýnh không? Chân mày thấy lẹm lẹm vậy là thời trang hay vợ nhổ vậy? Nó cũng đi theo thời trang của tóc luôn. Sao đổ mồ hôi vậy em? Em sợ vợ em tới đây hay sao đổ hôi sao nước mắt vậy em? Em sợ vợ em xem được cái số này ấy. Sợ hả? Có đâu sợ em? Sợ lắm. Không, cái số này phát nội bộ thôi. Giờ ông đây vợ hiếp em không? Có chứ anh. Có à? Thì ra vợ em bây giờ đang bầu đứa thứ hai rồi. Mà thứ hai hả? Ê trời ơi, có bầu là tâm tính là cũng như là tâm sinh lý thay đổi. Ngang ngược lắm anh. Ngang ngược hả? Em có chiều không hay là em ngang ngược lại? Phải chiều chứ. Em chiều đúng không? Tại vì phụ nữ người ta có thai mà phải thông cảm cho người ta chứ. Ngày hôm nay anh em mình trò chuyện ở đây là mình sẽ có tay làm hàm nhai không? Cái miệng mình vừa nói xấu vợ mà tay vừa làm những cái món quà ý nghĩa nữa. Là sẵn sàng không? Ok. Mình sẽ gặp gỡ những cái bạn nhân viên ở đây, họ sẽ chỉ mình cái cách mà làm những cái vật này, những cái con này, những cái mà mình yêu thích đúng không? Mem Nhân Nhiên ơi. Dạ, chào bạn. Dạ, trước khi đi vào gọi là một lớp trải nghiệm thì em xin phép gửi ba cái áo sơ này trước cho mình mặc vô để khi mình làm nó không bị dơ. À, đỡ dơ đồ đúng không? Cái này quen quá nè. Đó, nhà vợ bắt rửa chén giặt đồ rồi nó cũng bắt đeo tập về nè. Đây là bằng xoay ạ. Đây là bằng xoay bằng thạch cao. Mình vừa xoay vừa tạo hình sản phẩm chơi bằng xoay này. Dạ. Để làm ra một sản phẩm thì đầu tiên không thể thiếu là đó là đất ạ. Đầu tiên chúng ta đã có đất rồi. Thứ hai là mình sẽ tạo hình trên sản phẩm trên cái bằng xoay thạch cao. Mình làm trên bằng xoay sẽ tạo ra những thứ gọi là tròn. Rồi mình mới sáng tạo trên cái mình đang làm thì nó mới ra được. Ví dụ như anh làm cái chén xong anh vẽ con sư tử lên. Nếu mà làm con sư tử thì mình sẽ nặng tay được thôi chứ không thể xoay trên bằng xoay được. Hiểu rồi, vậy bây giờ mình làm cái chén đi. Dạ. Rồi mình vẽ con sư tử lên. Dạ. Sau khi ví dụ như anh làm xong rồi, bắt buộc mình phải phơi khô dưới ánh nắng mặt trời hoặc là dưới ánh đèn để cho sản phẩm hơi hanh khô. Nó hơi hanh khô thì mình mới trang trí, mới tô màu, mới vẽ con sư tử của mấy anh lên được. Dạ. Giờ việc đầu tiên mấy anh giúp em là lăn cho một đất thiệt là tròn trước giúp em. Ủa nãy nó tròn rồi mà ai bẹt ra vậy? Cái này để làm gì chị? Dạ, chén nước này là dùng để mình nhúng tay vào nước để tạo hình với đất. Anh lại tưởng là để đây khát uống. Quá vậy. Phải thiệt là tròn ạ. Phải thiệt là tròn. Giờ em giờ tên tính khí làm sao? Bấp bênh lắm, khó, không có ổn định ngay. Sao đó tròn hay sao nữa? Dạ, chúng ta sẽ đặt vào giữa bằng xoay. Đây là giữa tâm của bằng xoay ạ. Dạ rồi. Dạ. Đặt lệch đó thì sản phẩm mình chúng ta xoay nó sẽ bị méo. Chúng ta sẽ dùng những cái cạnh ngón tay để nhấn cục đất xuống cho nó bám dưới bằng xoay. Đây, nhấn xuống thì chúng ta mới xoay được. Không thôi nếu chúng ta xoay mạnh thì đất nó sẽ văng ra ngoài. Dạ. À, mình dán vô đúng không? Dạ. Các anh sẽ để cái tô nước vào bên cái tay thuận của mình. Chúng ta sẽ nhúng tay vào nước, đặt lên cục đất luôn như thế này. Chúng ta xoay, sẽ làm cho cục đất thiệt là tròn. Dù chúng ta làm cái dĩa, cái bình hay là cái chén đều phải qua bước này gọi là làm cho nó thật là tròn thì chúng ta mới làm được. À, cảm giác mà này nó cứ kỳ. Nó cứ nhột cái tay. Nó cứ nhột sao đúng không? Quen á. Không quen á chứ ta làm quen người ta thấy bình thường. Cái này nó như kiểu của lạ đó. Bé này. Giờ em sẽ chuyển qua bước thứ hai là mình sẽ dùng cái phần này. Để... Dạ, bàn tay, cái thịt vai. Dạ, và 4 ngón tay còn lại mình sẽ ôm một đất như thế này. và ngón cái mình tì từ trên xuống. À. Dạ rồi, mình sẽ xoay để cho cục đất nó thật tròn, và ngón cái nó tì ở trên thì nó sẽ cho cục đất nó chắc. Dẹp ra. Dạ, dẹp ra và chắc giữa bằng xoay. Rồi nè. Dạ, đúng rồi, tương đối rồi đó. Ê, sao kỳ vậy? Em làm gì kỳ vậy? Sao nó lắm chứ hả? Sao làm lõm giữa vậy? Em bóp hơi mạnh. Khi nhấn tâm xuống thì chúng ta sẽ nhấn chừa khoảng cách đáy khoảng 0,5 đến 1 cm. Chắc em phải xin thêm đất á, tại vì vợ em ăn nhiều lắm, cái tô nó phải bự xíu chứ cái chén này cái chén không đủ. Cậu anh là cái máng nha. Tay mình hơi khô mình phải nhúng nước liền để nó tạo sự ma sát với cục đất với tay mình để mình dễ tạo hình hơn ạ. Bước tiếp theo chúng ta sẽ dùng ngón cái để ở trong trụ là trong cái hình tròn nhỏ nãy, 3 ngón còn lại sẽ ở ngoài, coi như gọi là đối xứng với nhau để mình cảm nhận độ dày hay độ mỏng của đất. Đó, mình xoay. Bắt buộc chúng ta sẽ để tay ở giữa tâm của cục đất đi lên thôi, chỉ đi lên không qua trái qua phải. Tay mình phải chắc, mình phải dựa vào đầu gối. Dạ, dạ đúng rồi đó. Ôi tôi chết rồi. Ôi thôi rồi. Nó rụng ra rồi. Tay anh bự quá, anh làm gì nó cũng hả nhiều lực ấy, anh nhẹ nhàng thôi. Nó hơi thô bạo ha, thô bạo quá. Thôi vậy được rồi. Ấy cái này giống cái đèn thần nè. Nè đèn thần ra, đèn thần rồi nè. Rồi mình bỏ dợm vô cái đèn thần luôn, nhốt trỏng luôn hiểu không? Không cho da, không cọ luôn. Cái gì? Không chà luôn. Đúng rồi, không chà, chừng nào chà mới cho ra. Mình bóp cái miệng lại, nhốt vợ trong nó luôn. Đỡ lèm. Chúng ta cùng qua kia để trang trí nha. Dạ, cảm ơn em rất là nhiều. Kính thưa quý vị các bạn, thế là anh em chúng tôi đã nhào nặn xong gọi là cái bước thô. Nhưng mà thật sự cái đó nó cũng không có được đẹp lắm. Thì bây giờ mình cứ nấu đi, xong rồi mình tặng cho con mình. Bây giờ mình chọn cái nào cũng được một xíu. Rồi mình qua mình trang trí đi, lát về tặng vợ. Quân, em chọn đi. Em nhìn lướt sơ là em biết cái gì để tặng vợ em rồi đó. Cái này cái gì vậy? Trời, con ma. Con ma chùm mền. Mô hình con ma chùm mền. Tại sao em lại chọn mô hình con ma chùm mền này? Tại vì vợ em hay ngủ quá. Hay ngủ? Dạ, nên là có cái mền nó dính liền với vợ em. Là hay ngủ. Đây là con ma chùm mền. Lát mình sẽ trang trí con ma chùm mền này để tặng cho vợ mình. Còn lướt là thấy có cái này. Trời, cái này. Ấy em nhìn ra nha. Còn này hai đứa bạn luôn á nha. Cái này là xác ướp Ai Cập. Xác ướp Ai Cập á. Phải không? Nó giống miếng xương gươm như vậy. Tại sao lại chọn mô hình xác ướp Ai Cập như vậy? Cái này là nó là một cái mong muốn sâu thẳm trong trái tim. Hay là quá là quấn quanh đầu luôn, quanh miệng luôn. Quanh miệng, nó không la được. Không la được luôn. Chừng nào mà không la mà háo ra. Đúng rồi, chỉ cần la nhẹ cái thôi là quấn lên. Đúng rồi. Nhét góc luôn. Nhưng mà mình đừng có nói cái ý nghĩa gì không? Mình nói em tặng em món quà dễ thương thôi. Hai người đã có quà giờ mấy người tư vấn giùm tôi được không? Có luôn rồi nè. Mỗi khi mà em đi làm về đó hả, không bự gì hết, tiền đâu hả, không quá trời bự luôn. Em ơi tặng em Malé. Mình với bụng bẹt cái giọng mình ra nó dễ thương, thấy không? Tặng em Malé, nhìn sợ không? Tặng em Malé, nó dễ thương. Đâu tặng em ma chùm bền kìa. Tặng em ma chùm bền. Đúng rồi. Tặng em là sắc ướp. Không được ướp ông luôn, nó ướp nè. Nó bị nặng quá. Nhảy đi. Nữ hoàng Ai Cập. Tặng em là nữ hoàng Ai Cập. Thôi bây giờ qua trang trí em Malé. Gặp đi. Đồ dùng đã sẵn sàng hết trơn trọi rồi. Thì bây giờ mình sẽ quạ mặt. Hôm nay phải quạ cái món quà để mà tặng vợ mình. Tự tin không? Dễ mà anh, cái này chét lên là xong rồi. Sao mồ hôi em đổ vậy? Em đang nghĩ tới việc là tặng nó cho vợ em là em sẽ nhận kết quả như thế nào. Không mà sao dễ thương nha. Nói cái ngôn ngữ của anh dạy em nãy là sao? Tặng gì? Tặng vợ con ma chùm mền. Ê nghe nè, vợ có tật xấu gì không? Kể nghe coi. Nhiều lắm. Nay biết đi quay không? Không biết đi đâu mà. Hôm nay không biết đi đâu luôn. Chưa biết đi quay là cấm liền. Đúng rồi, cấm liền. Không đánh liền đó. Đánh liền là mắt tím mà. Cộng là mấy đứa rồi? 2 đứa rồi. Tật xấu gì mà ông sợ nhất? Bẩn kinh khủng luôn. Ở dơ hả? Ở dơ lắm. Bẩn kinh khủng luôn. Là một stylist quốc dân đi. Rất là nhiều đồ quần áo nhưng không có cái nào mà để đúng cái chỗ cái nào luôn. Tức là lột ra là quăng này qua chỗ kia. Không, mình cũng phải hiểu được một cái vấn đề là đi làm mệt về ấy, thì cũng không có thời gian để mà sắp xếp đồ. Nhưng mà cũng không thể nào cái kiểu mà từ trong nhà vệ sinh cho đến phòng ngủ thì nó cũng chỗ nào cũng có. Chỗ nào cũng có luôn. Ủa rồi ông lượm ai lượm? Đương nhiên là mình phải lượm thôi. Rải xong bắt đầu lượm từng cái hả? Đúng rồi. Vợ em có rải gì không? Có rải. Vợ em cũng thuộc kiểu là cũng đồ cũng quăng tùm lum nữa. Mỗi lần mà sắp sửa mà đi event đồ tiệc đồ là thải liên tục, thử khoảng 5-10 bộ. Là mặc ra thay vô, mặc ra thay vô, mặc ra rồi quăng đó, quăng đó. Hai bộ khác không vừa ý, quăng ra đó luôn. Quăng mỗi nơi một ít á. Là em làm như chiến trường luôn. Như chiến trường thì em không lượm lấy đâu chỗ mà ngủ. Đúng rồi. Mà nếu như em không dọn bà có la em không? Em không dọn bà kệ, bà vẫn đi ngủ. Tức là không la, ngủ luôn là mai dọn. Không quan tâm luôn á. Không quan tâm. Em coi em bực quá em mới đi dọn. Nếu mà gói gọn vợ em cho bằng 2 chữ em sẽ gói gọn chữ gì? 2 chữ thôi. Em muốn nhiều chữ hơn nữa. Em muốn mấy chữ? Em muốn 4 chữ. 4 chữ hả? Tự nhiên bây giờ đột ngột quá. 2 chữ thôi cho dễ. Cho thời gian suy nghĩ. Ông muốn mấy chữ? Hai chữ đi. Hai chữ thôi. Ừ. Bất lực. Bất lực. Bất lực. Một cái sự bất lực. Người đàn ông dạm dở râu ria. Anh nói anh chứ anh nói đâu, nói vợ anh đâu. Anh nói anh bất lực. Ông ra nói ông á. Cho vợ câu khác đi. Bất lực rồi của ông. Hai chữ thôi. Ừ. Cho suy nghĩ. Cho suy nghĩ gì? Tiếp. Bây giờ em nè. Cho em hai từ bản thân của em. Em là thánh sống ấy. Ừ. Có nghĩa ở nhà là cái gì cũng đến tay em. Chồng ơi cái gì chồng ơi vậy đó. Chồng ơi cái gì chồng ơi vậy đó. Là thánh sống không có đó ở đời em. Con sen. Con sen á, em để danh là con sen này. Chữ thánh sống là nó ấy quá. Nó ấy quá, nó bị cao cả quá. À, chữ con sen. Còn nếu mà hai chữ vợ em. Bà chùm. Bà trùm hả? Trùm so hay là bà trùm chùm man, chùm so, các loại chùm luôn. À, chùm ăn, chùm uống, cái gì chùm đó. Em chỉ chọn ma chùm mền. Hai chữ vợ. Cho xin thêm một chữ nữa được không? Được, ba chữ. Đấng toàn năng. Đấng toàn năng. Đấng toàn năng là sao? Có nghĩa là cái đấng đấy là... Cái đấng là thiêng liêng. Đúng, thiêng liêng lắm. Không có một cái đấng nào giống cái đấng này. Chỉ có ở nhà mà có đấng thôi. Đúng rồi. Tự dưng là mình giống như kiểu Quân vậy đó. Tự dưng mình ngửa thành mục. Con ở ô xin luôn. Mà mình á là ô xin chuyên nghiệp. Hình như tới đây hình như là nhân viên biết mình là kiếp ở đợi hay sao mà đưa ba cái tập về. Giờ ba người đàn ông mà số phận cam chịu ẩm hiu. Anh cũng phải, anh cũng y chang luôn. Nhà làm hết cả ba con ở đợi hả? Ba con ở đợi xui quá. Vợ nó ăn ngon không? Không ngon. Không ngon. Bao giờ nấu đâu mà ngon. Ê sao không suy nghĩ gì vậy? Không phải đâu, bật ngay ra trong đầu ngay à. Ủa rồi mỗi lần ăn uống ăn sao? Thật ra là nếu mà nói là không bao giờ nấu thì nó hơi quá đáng. Có nấu. Sở trường bà là món gì vậy? Cái món mà từ trước đến giờ mà khi mà mới đầu mà quen bông á, đến tận bây giờ là hơn 3 năm rồi, là hôm nào mà đói mà ví dụ như kiểu là không biết nấu gì là sẽ nấu món đó. Món gì vậy? Hành mắm. Hành mắm. Củ hành á mình sẽ sắp nhỏ ra này, mình cho dầu vào, mình chiên lên và mình đổ ít mắm vào, cho tí nước và mỡ hành á. Xong mình đun lên, khi nào nó sôi bắt ra ăn với cơm. Cái đó miền Nam thì kêu là kho quẹt đó. Không, nó không sang được như kho quẹt đâu. Đây kho quẹt nó có tấp mỡ. Đúng rồi. Với lại nó có lạp xưởng, hành mắm thôi. Ồ nhỏ này ác ghê, bông ác ghê trời. Ê mà sao nó ăn vậy, nó mập vậy? Không biết ăn ở đâu, chứ ăn ở nhà là như vậy á. Có nghĩa là ra ngoài là bà đã ăn riêng rồi. Có đi ăn riêng. Có đi ăn riêng. Đây để kể cho một cái. Hôm trước vừa mới nói bảo là em đi họp công việc. Cái iPad mà mình cầm á là có cái tài khoản Facebook trên đấy. Tự dưng mình đang ngồi mình cầm Facebook này, hiện lên to cái tối nay 7 giờ nhậu nhé. Mà rõ ràng vừa mới nhắn cho mình bảo anh về sớm, tối nay em đi họp công việc. Họp mà tan mất 7 giờ, tối đi nhậu nhé. Thì đó họp cái bàn nhậu đó. Đó. Ở nhà giữ con hả? Ở nhà giữ con thì mình tin đâu, mình có nghĩa là mình phải giả câm giả điếc để mình yên ổn sống trong một gia đình, để mình làm một cái con sen nó yên bình thôi. Phận sen nó đã khổ rồi mà còn đánh nữa. Bà lèm lèm nữa đúng không? Đúng rồi, đánh nữa. Mấy tiếng sau bà mới về? 3 giờ sáng. 3 giờ sáng. Hèn chưa mắt thông qua mày dòm kỹ coi. Anh em mình da mặt ai cũng đẹp điên đôi. Đâu, cái này là ý kiến, cái này ý kiến viên đòn. Sao mắt không quần vậy? Stress hả? Đang bị stress rồi sao? Bị stress hả? Chết rồi. Bạn Hòa bẻ cái tay vô nè. Ủa sao vậy? Cái này nó gọi một tay thôi. Một tay thôi. Một tay thôi. Đúng rồi. Nhưng bây giờ rủi về tặng vợ rồi nó hỏi còn cái tay nữa đâu? Thì đưa cho tay này. Tay này của em là bên tay trái là anh luôn giữ trong tim. Đúng rồi, bỏ ngay túi nha. Đúng rồi, cái này lúc nào mình nhớ túi này. Lúc nào anh cũng được nắm tay em đi khắp thế gian. Đúng rồi. Đúng rồi, mình phải lương lẹo. Đúng rồi. Chứ mình mà nói là mình bẻ hay mình làm biết này. Không quýnh nữa. Là bên này bầm nữa. Ủa mà sao đây bầm vậy? Dù bà đi tập boxing. Sai lầm lớn nhất của đời người đó. Anh tập với em cho nó vui. Thì mình cũng nghĩ là cho nó vui. Nhưng nó quýnh thiệt. Mình nghĩ là chỉ quẹt quẹt cho vui vui thôi, né. Nhưng mà mình né nó hơi chậm so với cái tốc độ vui của bà. Bà vui hơi nhanh. Cái này là anh em mình có điểm chung nha. Sao vậy em bị gì? Vợ em cũng quýnh, không học võ mà quýnh lẹ, nó không né được cái nào luôn. Dạ mà lý do gì quýnh em? Nhiều lúc em cà giỡn á. Cà giỡn quýnh em. Giờ em nó ăn ngon không? Không luôn. Không luôn hả? Rồi thường nhà em ăn ở đâu? Một là mẹ em nấu. Mẹ em nấu. Hai là ra tiệm. Em sống chung với mẹ không? Có. Rồi mẹ em có thương với số phận của em không? Thương chứ. Mà mẹ em binh em hay là binh vợ em? Em binh vợ em nha. Xui luôn nha. Xui luôn á. Là mẹ ruột em hả? Mẹ ruột em á. Vậy hai nhỏ lấy lòng mẹ chồng hay quá trời. Bên này cũng thế mà, nhiều lúc mình nghĩ là không biết mình phải con đẻ không á. Vậy hả? Ở chung nhà luôn hả? Chung nhà luôn. Từ lúc mà mẹ vào mình mới được ăn ngon, mình cảm thấy là đời này nó có cái miếng ăn mà mồm nó sướng thật đó. Có khi nào hai mẹ con nhìn nhau rớt nước mắt không? Nước mắt mà trong thôi. Mẹ thật ra là ở phía bên kia, phía xin tiếng bên kia. Ủa vậy đúng hả? Ừ, cũng đã bênh lắm. Nhiều lúc về nha là quần áo thứ mẹ cũng đem đi giặt hộ. Mình hay dọn nhà rồi càu nhau cái việc mà đồ quần áo rồi mình phải hởi đó. Mình cũng hay càu nhau, mình hay nói mẹ bảo cái chuyện đấy chuyện bình thường con. Vợ em có tật xấu nữa không? Thấy nó đẹp á. Thì ngoài đẹp ra là cái gì tật xấu hết á. Hả? Biếng nè. Làm biếng. Bừa bộn nè. Đúng. Ăn nhiều nè. Bây giờ đang có bầu ăn nhiều thì cũng thông cảm. Không có bầu cũng ăn nhiều luôn á. Ăn gì? Sáng mở mắt ra là hôm nay là nghĩ hôm nay phải lên lịch là ăn cái gì, ở đâu đó, thèm cái gì là nhất là phải đi ăn bằng được á. Là làm không làm lo lên lịch ăn. Đúng rồi. Trời ơi, có nào định dùng lên không? Có suy nghĩ đến một ngày đấy. Mà có nào hành động chưa? Có hành động rồi, không đến là không có dọn dẹp gì luôn. Không có làm bất cứ một cái việc gì trong nhà luôn. Suy nghĩ trong đầu là để cho tự nhận thức là nó bừa bộn và phải tự đi làm. Nhưng không, 2 ngày sau vẫn vậy. Rồi cuối cùng quyết định không dùng lên nữa. Đúng rồi, mình lại phải xuống thôi. Cam chịu tiếp. Cam chịu tiếp. Mì chàng. Mà em có định dùng lên trong đầu, có ý định dùng lên không? Em vùng lên thì em thiệt thôi. Em vùng lên rồi. Nói. Em nói hả? Em không chịu được nữa rồi. Bắt phải dọn, bắt phải làm. Rồi sao? Rồi không làm. Không làm. Cái buông xuôi luôn. Kêu là tại vì bây giờ đẻ cho 2 đứa rồi. Phải chịu thôi. Phải chịu thôi. Đúng rồi, như là bây giờ gông vào cổ rồi đúng không? Cái này là muốn vết mà vết quýnh không có được. Tẹt. Đâu của em đâu. Ủa sao cái con ma vậy, em dễ đít không vậy? Hả? Em không dám vẽ ở trên đó em. Em xem sợ thiệt á. Trong cái hình thấy không? Cái con ma vậy thì vẽ ở đây. Nó cũng lén mà nó vẽ dưới đây không? Ở đây ai thấy ở đây? Bởi vì nó sợ vợ. Em chỉ vẽ con mắt đỏ thôi là anh hiểu ha. À, có nghĩa là sâu nội tâm là ác từ trong con mắt ác ra. Đúng. Ghê thiệt. Nói chung là ở trong nhà thì anh em mình coi như là hơi thua thiệt xíu. Nãy giờ là những cái phút giây trải lòng cũng như chia sẻ rớt nước mắt thiệt sự luôn của Tùng Minh cũng như là Dây Quân đó. Và bây giờ chương trình có những cái tấm thẻ bài hôm đây thì ở trong đây gồm những từ khóa, nếu như ai mà bóc được từ khóa nào thì mọi người phải làm chủ sĩ với từ khóa đó, sau đó là những người còn lại sẽ chia sẻ câu chuyện của mình. Rồi bây giờ người đàn ông thấy thương tội lỗi nhất nè, chọn đi, thích cái nào? Cái này đi. Cãi nhau nên im lặng hay giải quyết tức thì? Cãi nhau á thì thường thường là giải quyết luôn. Hiểu luôn, đúng khỏe đúng không? Đúng rồi, cho khỏe, giải quyết luôn, đừng im lặng. Có những cái lần mà ví dụ cãi nhau căng lắm rồi, cảm giác như kiểu là không ở được với nhau rồi. Nhưng mà vẫn phải giải quyết ngay lúc đấy. Đúng rồi. Không ai chịu ai cái gì đúng không? Nhìn mặt thấy thương quá. Nhìn cái mặt muốn dùng lên mà mắt xăm tím thấy thương quá. Muốn dùng lên không? Tại cái gu của ông là nếu mà vợ chồng mà cãi lộn là muốn giải quyết tức thời luôn. Đúng rồi, giải quyết tức thời luôn. Có nghĩa là có những cái gì bức xúc là mình phải nói luôn. Chứ ví dụ như kiểu để càng suy nghĩ về sau á. Nhiều người ta nghĩ rằng là chúng ta không nên nói chuyện ngay lúc đấy để bình tĩnh nó nói. Nhưng mà theo mình nghĩ rằng là cứ nói hết đi. Nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi. Chửi bới hay là có tức giận gì cứ nói đi. Thà là như vậy để giải tỏa cảm xúc trong người đi. Còn theo em Quân? Em là em cũng muốn giải quyết tức thì. Nhưng mà vợ em nó cứ im lặng. Bỏ tay luôn. Cãi lộn thiệt. Em cãi bơm luôn hả? Cãi không ra luôn. Thì em nói đi, bây giờ anh muốn nghe em nói như thế nào? Sống để bụng chết mang theo đó. Vậy bây giờ sao giải quyết? Ví dụ như mình bức bối quá, thà nói quýnh như bên đây thì nó dễ giải quyết hơn. Còn như lúc đó là mình phải chấp nhận anh. Giờ là chấp nhận hả? Là mình phải xuống nước rồi. Mình luôn luôn sai. Trong cái chủ đề này ai cũng muốn là giải quyết tất cả cái vấn đề tại chỗ đó đúng không? Nói thẳng cho nhau hiểu. Vậy là phải đưa bé này qua nhà của ông cho nó ở 3 ngày để nó học bà bông. Thôi đừng, em không muốn mất trứng đâu. Không muốn ăn quả trứng đâu anh. Qua bên này mà bà ấy mà im lặng nữa là mình còn chết nữa đó. Có nghĩa là qua đây là sợ bà này học bà này. Đúng rồi. Mà phụ nữ học nhau nhanh lắm. Thầy im mình còn trứng. Ở trên đó là những cái chai, nhiệm vụ của 2 bạn là canh và bắn cái phẹt cái trúng cái chai đó. 2 người đều có câu trả lời hết. Nhưng mà nếu ai bắn trúng cái chai thì người đó sẽ có thời gian suy nghĩ. Còn nếu như mà không trúng cái chai thì người đó phải trả lời thật là nhanh nha. Nhưng mà điều quan trọng là phải quyết định số phận nha. Cái này rất là gọi là hiểu ý vợ. Nếu mà mình trả lời sai thì về vợ nó bắn mình y chang như vậy. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi, 3, 2, 1, bắn. Ngắm trúng. Tùng Minh là gần hơn, em là xa hơn nha. Bây giờ câu hỏi đầu tiên. Đây, câu hỏi đầu tiên, vợ cao mét mấy? Mét 76. 76. Vợ cao mét mấy? 72. Lần thứ 2. 3, 2, 1, bắn. Wow. Vợ thích màu gì? Tím. Màu tím. Vợ thích màu gì? Màu xanh. Màu xanh. Lần thứ 3. 3, 2, 1, bắn. Hay quá. Số đo ba vòng đẹp nhất của vợ em? Số đo lúc đẹp nhất? 82, 62, 91. Còn ông số đo ba vòng của vợ không? Số đo 3 vòng của vợ. Lúc mà đẹp nhất hả? 80, 62, 79, 79. Ủa số vòng 3 kìa. Ủa sao lẻ lẻ 99 sai ta. Bóng 379 là móp lắm á. Móp nha, nó bị thỏm nha. Thỏm hả? Thỏm, lên đi thì nó quýnh nha. Nó quýnh nó. 85 được không? Ai biết, vợ ông hỏi tôi 85 được không? 90. 90 rồi, 90. Đi tập kia là 90 giờ mà. Lần thứ tư, 3, 2, 1, bắn. Trúng. Rồi hụt nữa nha em nha. Vợ em cân nặng bao nhiêu? Hiện tại bây giờ? Hiện tại à? 65kg. 65, ủa có bầu 65kg hả? Đúng rồi, bầu tháng thứ tư rồi anh. À 60. Chắc chưa? Chắc. Lần cuối cùng 3. Mình dở nha, mình dở, bị dở, mình bắn rồi nó dở lắm nha. Size dài của vợ là nhiêu? Hiện tại là chắc là cỡ 41 á. 41. 35. 35. Sao ủa? Sao cái này đón đại hay là không thật mà 35 chân em bé nha. Chân bé nhỏ thì được không, chân bé lắm. 36 á, tầm 35 36 á, vui vui thì 36, không vui là 35. Nói chung là cái phần thi vận động các bạn đã xong, gân cốt đã giãn rồi đúng không? Vậy bây giờ chúng ta cùng đến với gọi là phần thử lòng. Rồi và bây giờ sẽ là một cái phần rất là thú vị, đó chính là thử lòng vợ. Và bây giờ sẽ là phần thử lòng của Tùng Minh trước đi ha. Tùng Minh sẽ đưa ra cái câu chuyện gì để thử lòng cho bà vợ giật gân chơi? Chắc là xin mua đồ tập. Tập gì? Đồ tập gì? Boxing á. À, mà từ đó giờ có hay mua không? Không. Bây giờ định xin nhiêu? Tầm 25-30 triệu gì đó. 25-30 triệu. Thử xem. Ừ, thử xem sao. Xin mời qua đây. Nó chẳng may mà xin được thì... Rồi, qua bên khu vực riêng của mình đi ạ. Sẵn sàng chưa? Ok. Vừa mới nhắn tin bảo là em đang về cất đồ rồi em đi đón con. À rồi, điện đi. Ơi, đang đâu ấy? Đang đi về cất đồ đi đón con đấy. À, anh bảo này. Ê, ơi, lô. Bảo, đâu rồi? Alo, tắt luôn rồi. Trời ơi, nó gọi gì mà lạc lõng vậy? Không gọi điện thoại lại, cái không cho FaceTime. Không cho FaceTime. Không cho FaceTime. Alo. Ừ, sao anh? Chồng bảo này, bây giờ chồng nhờ cái này xíu nha. Ừ, nói đi, lẽ đi, lại cứ ngồi. Bà lỡ đặt cái đồ tập rồi á, chồng lỡ đặt đồ tập rồi, bây giờ vợ cho tiền vợ mua được không? Lỡ đặt. Bao tiền? Hả? Bao tiền nói luôn đi, mệt quá. 28 triệu mấy anh nhớ, anh mà anh đặt trước 2 triệu rồi. 28 triệu mấy à? Ừ. Bán xe đi nhá. Bán xe đi nhá. Trời ơi. Trời ơi. Phú. Đúng rồi, tội quá à. 28 triệu mấy à? Bán xe đi nha. Mà nó không cho nói một không cho nói luôn. Hãy nhìn đi. Trời ơi, người đàn ông mất một chởm ngay đầu. Quá wow, trời rồi. Mấy năm trước em chơi ông là không có nha. Không có hả? Chưa lấy là bông là. Bây giờ tôi không có dám hỏi, tôi không dám, tôi bị áp lực á. Tôi không dám hỏi là rồi mình khảo sát thử coi ông nãy giờ ông trả lời đúng hay không. Đừng hỏi Lâm, hỏi là thấy một mạng ra đi Lâm. Cái trường hợp này bỏ qua được không à? Chương trình ơi cứu em đi, cố Lâm. Ông anh gọi lại nhưng mà anh Lâm nghe, anh gọi lại một số anh mà anh Lâm nghe. Rồi điện thoại hết pin rồi. Alo. Alo Bông hả? Dạ em nghe. Bông ơi, anh Lê Dương Bảo Lâm hồi đó mình quay chung á, Bông nhớ không? À em đây anh. Trời ơi Bông ơi, vui quá trời quá đất luôn. Ủa nãy sao giọng cọc giờ giọng dễ thương em? Ủa sao rồi nào cọc? Hồi nãy em kêu chồng em đó, kêu nó bán xe đó, trời ơi giờ xanh mặt em, giờ anh điện lại xin lỗi em, xin lỗi nha, đừng về quýnh nó chồng nữa nha. Ủa đang quay à? Đúng rồi, đang quay em. Sao Bông ơi, tới đây cái đồ nó than quá trời đất luôn mà cuối cùng hả trộn điện cho em mới thấy sự thật em. Nhỏ chưa nói gì em tắt máy Bông. Ủa sao em cọc dữ trời? Rồi em hát quá trời. Em đang đi làm mà nó gọi em khuyết tặc mà. Ôi em ơi, sao mắt của con nhỏ bị đen thui lùi vậy? Trốn em đi đấu giải, dám nói là em đấm không? Ê Bông ơi, anh đang tham gia chương trình đó Bông, có một cái phần test gọi là cái test coi là vợ chồng có hiểu nhau hay không. Thì cái phần cuối cùng này giải thưởng là 50 triệu. Nếu như mà hả Tùng Minh với em có trùng khớp ý với nhau thì hai chồng sẽ được 50 triệu nghe. Cho anh khảo sát em một xíu nữa thôi hà. Không, anh nói dối em đúng không? Làm gì có chuyện 50 triệu. Trời em ơi, thiệt sự luôn em ơi, thiệt sự 50 triệu nha. Nếu như về bằng Tùng Minh nó không có đưa em mà nó ém em ơi. Trên trời là 50 triệu rõ ràng. Nghe. Em gái ơi, cho anh hỏi là chiều cao của em bao nhiêu nè? Em cao 1m7 à? Cân nặng à? Cân nặng bây giờ á? Đúng rồi bây giờ. Chết rồi, sao dám nói thật trời. Nói thật đi em à. 62kg. Thôi nha. Màu yêu thích của em à? Em thích màu xanh dương. Rồi, chung chung cũng được, số đo 3 vòng à? Số đo 3 vòng chuẩn rồi, 90. À, 90 rồi. Thôi vậy mà nói vòng 1 em 80 Bông ơi, vòng 2 70. 70 vậy mà ông ém bớm nói 62 nha. Vòng 3 à? Thế đó rồi, đấy là cái con nào số đo. Đúng rồi, con nào em nha, về em gửi cái bánh trung thu vô mắt giùm anh à. Ừ. Vòng 3. 90 đúng rồi. Thấy không, hồi nãy kêu sai mình em 79 hồi nãy nói vòng 3 em 79 nó nói, ủa chiều giờ em sao lép quá vậy? Rồi cái tụi anh góp ý vô đẩy lên 90 hên dễ sợ không? Em ơi size dài em. Size dài em là 38 ạ. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Dạ. Em đừng quýnh chồng nữa, em đừng quýnh chồng dã man nữa. Em cái ở trên cái chỏm đầu nó bị hói một miếng là em nắm em. Trời đất ơi, sao đến đấy để nói số em đúng không? Thôi nha, tụi mình từ mai mốt là không có đi quay đi kề cái gì đó nha. Làm mặt xấu vợ thôi. Thế bây giờ đi quay có tiền có đi không? Ừ thì đi nha. Rồi cảm ơn Bông rất là nhiều, chúc Bông thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn Bông, bye bye Bông. Dạ em cảm ơn anh. Nhỏ dễ thương quá mà nói nhỏ vợ dữ. Không có đâu. Ê, mà nói nghe sai hết nha. Chỉ có đúng cái vòng 3 của vợ là 90 nãy tôi góp ý thôi. Không, nhưng mà cái chiều cao ấy 72 thì hai cái phần số 2 đấy nó xuống 62 cân dưới nó bù. Rồi bây giờ tới em nè. Dạ. Chắc vậy thì gọi tiếng luôn đi chứ gọi hình sợ nghe không rõ. Ờ gọi tiếng luôn đi. Alo. Chưa xong à? Chưa sắp chưa xong. Nhưng mà Trâm Bảo tí này đang ngồi với anh Dương Lâm với anh Tùng á, chắc là tí anh mấy anh em đi làm mấy chai bia không về được á, tí nữa vợ đi tự đi sự kiện mình nhá. Bớt ngáo đi, anh đi sự kiện mà kêu không đi. Thì bây giờ lâu lâu anh em gặp nhau ngồi uống bia tí, tự đi nhá. Dạ thôi ạ. Lâu lâu mới ngồi này mặt nhau tí. Ở ngoài Hải Phòng người ta vào người ta mời sự kiện thì kêu không đi. Thôi nhá. Bớt xàm đi. Bây giờ nhá, mà để cho Lâm mà gọi cho Thanh xem giọng khác liền. Để hay là đưa số bấm giùm anh đi. Dạ. Hay chửi có hai vợ chán trường ghê. Ông làm có chương trình đừng có vợ thì. Alo ạ. Ủa phải trúng quyền Thanh không à? Dạ. Ồ bé dễ thương quá. Anh là Lê Dương Lâm nè em. Anh mà ngày xưa quay chung với em lần em nhớ không? Ủa anh là ai em đâu có biết đâu. Anh là Lê Dương Bảo Lâm đó, trời ơi bữa quay chung á. Rồi em nghe nè, sao em định đuổi chồng em đi đâu? Thôi em đừng chửi tội nghiệp anh em không có, đó là giỡn thôi. Em ơi, đang tham gia chương trình gọi là chương trình hay gì? Còn nó chữ sợ quá quên chương trình rồi. Thám tử hôn nhân có những cái câu trắc nghiệm, cái phần cuối cùng là lượt 20 triệu. Nếu như mà chồng em và em có cái gọi là đáp án trùng khớp với nhau một câu thì sẽ được 10 triệu, tổng cộng là 5 câu thì nếu đúng một câu là được 10 triệu. Cho anh hỏi nè, chiều cao của em bao nhiêu? 1m76. Wow, chúc mừng em được 10 triệu. Cân nặng, yeah, cân nặng của em bao nhiêu à? Cân nặng của em là 62. Hiện tại nhá. Hiện tại á, hiện tại là 63. 63, như vậy là mình sai rồi. Mà màu yêu thích của em là màu gì? Màu hồng. Màu hồng, chồng em ghi màu tím, về quýnh nó tím mắt giùm anh nghe. Rồi bây giờ số đau. Em nói nghe nè, thôi nói chồng em là đi luôn đừng về đó nha. Đi luôn đừng về em nha. Ừ. Hai đứa mướn phòng trọ ở chung đi. Bây giờ số đo 3 vòng của em nè. Lúc mà đẹp nhất á. Cái khúc mà đẹp nhất nha, chứ đừng cái khúc mà đẻ nha. Khúc mà đẹp nhất á. 84. Chồng em ghi 82 nha. Vòng eo à. 60. Chồng em nó mập hơn là 62. Vòng 3. 93. Là 93 là có quần đụng mông hay sao vậy em? Chồng ghi bô 91. Để không được vậy anh. Ừ, như vậy là sai hết rồi nha em nha, sai dài nè, cái cuối cùng đáng được 10 triệu. Mé tiền. Bậy em, trời ơi tiền nhiều lắm em. Nhỏ này nó nghe không có tiền nó tắt luôn à. Ủa em, tự nhiên anh chưa nói chuyện xong em tắt vậy em. Em không có tắt. Chứ... Em thấy cái chương trình này thấy có vẻ như là chưa cắt mối quan hệ vợ chồng quá là ông trời sao á. Em bây giờ mạng sao á. Câu cuối cùng nè, sai dài bao nhiêu? 40. Rồi, để ghi 41 nha, không có tiền. Trời, cảm ơn em rất là nhiều, bye bye em. Bye đây. Ừ, giờ cũng dễ thương quá ha. Rồi giờ dám về không? Sao mà dám. Về làm sen tiếp chứ anh. Giờ làm sen tiếp đúng không? Nhưng mà hai ông chồng dường như không có hiểu nhau lắm. Không, hai ông chồng hiểu vợ chứ. Hiểu vợ, không hiểu lắm nha. Và bây giờ Lâm sẽ có hai cái phiếu luôn. Ở đây là một là lời cảm ơn, hai là lời xin lỗi. Nếu như hai bạn mà bóc trúng được cái nào thì các bạn hãy thể hiện cái tình cảm của mình. Xin mời hai bạn. Cho Quân bốc giấc. Không, cuộc đời ông đen tối hơn. Em nhường anh đó chứ em thương anh lắm rồi đó. Sao quả cuộc đời này sao nó cứ dính đến cái từ này mãi không này. Đã khổ, đã bị quýnh rồi mà giờ bắt xin lỗi. Rồi bây giờ tới Quân bốc đây. Lời cảm ơn. Lời cảm ơn, đây là lời xin lỗi. Vợ ơi, thực ra thì từ đầu chương trình đến giờ là có Nói xấu hơi nhiều, có phóng đại hơi nhiều nhưng mà chủ yếu là để cho vui là chính thôi. Chứ chồng cũng không có cần vợ phải thay đổi. Chồng vẫn là rất là yêu những cái gì mà vợ có. Chồng cũng muốn gửi lời cảm ơn. Cảm ơn vợ vì đã sinh cho chồng những đứa con. Và sắp tới nữa sẽ là một cái hành trình tiếp theo để sinh bé thứ hai của nhà mình nữa. Thì hy vọng là vợ sẽ luôn luôn khỏe mạnh và con cũng sẽ khỏe mạnh. Và cảm ơn vợ vì đã hy sinh tất cả dành cho chồng. Xin chào bà xã. Anh có một vài lời muốn nói với em. Thật ra là sau cả một cái quãng thời gian rất là dài chúng ta sống với nhau, đã có hai đứa con trai rất là đẹp rồi. Thì anh muốn nói rằng là anh rất tôn trọng và biết ơn tất cả những cái gì mà em đã hy sinh cho anh và cho cả gia đình. Những cái gì mà em hay xem ở trên truyền hình hay là những cái chương trình tham gia anh nói xấu về em, thì anh chỉ muốn nói rằng là có nhiều cái xấu không phải là để mà xấu. Nói đơn giản rằng là cái xấu là cái mà anh yêu ở em. Và anh muốn để cho mọi người biết rằng là chỉ có một mình anh có thể chấp nhận và yêu được tất cả những cái xấu đó của em. Cũng giống như em đang làm và đã làm cho anh. Anh có rất nhiều những cái tật xấu, nhưng có rất nhiều những cái mà có thể người ta khi nhìn vào người ta không thể chấp nhận được. Nhưng chỉ có một mình em có thể chấp nhận được và chung sống cùng với cả cái điều đó với anh. Và anh hy vọng rằng là chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhiều hơn nữa để có thể rằng là đi một cái đoạn đường dài đến cuối cuộc đời này. Và anh phải nói một điều thật sự trong lòng của anh là anh cảm ơn em và anh xin lỗi rất là nhiều. Những cái việc, những cái điều mà anh chưa thể làm cho em ngay lúc này. Nhưng anh hứa và sẽ cố gắng làm sao mà để từ bây giờ về sau, tất cả những cái xấu của em, anh, chỉ một mình anh là cái người yêu cái điều đó ở em. Dạ chị ơi, chào mọi người. Buổi cách tin của bạn Nguyễn Hẹn Hò ha, thì mọi thông tin nghề nghiệp, tên tuổi là câu chuyện của mình thì chị sẽ là người tự chủ động chia sẻ giúp cho em ha, chứ đừng có chờ biên tập là hỏi ha chị ha. Bây giờ chị giới thiệu giúp em là tên tuổi, họ tên, nghề nghiệp, quê quán của mình với. Mình tên là Lan Thị Bạch Tuyết. Mình sinh năm 1983. Mình ở, thực tế ra là mình đang ở quê quán mình là ở thành phố Hồ Chí Minh. Do tính chất công việc á, thì hiện tại nên mình ra đảo mình Côn Đảo mình làm việc. Mình đã ly dị lâu rồi mà, và hiện tại mình có một bé trai năm nay cũng được 15 tuổi. Nghề nghiệp của chị là mình làm trong cái ngành khách sạn và buồng phòng, là khách sạn buồng phòng. Hiện tại là mình đang làm tại Sustenesis Côn Đảo Resort. Chị nói rõ giúp em là chị làm gì ở khách sạn ạ? Nhân viên buồng phòng. Rồi. Chị kết hôn được bao nhiêu lâu? Mình kết hôn cũng được cỡ 3 năm rồi, sau đó mình ly dị. Mình kết hôn từ năm 19 tuổi. Sau đó thì ly dị. Sau đó mình ly dị, giờ tới hiện tại, tới bây giờ luôn, vẫn chưa có kết hôn lần nữa. Mình ly dị được bao lâu rồi chị? Cũng được 15 năm rồi. Ồ, 15 năm. Rồi, chị cho em biết là lý do sao mà hai người gặp gỡ nhau như thế nào, rồi lý do tại sao hai người lại ly hôn? Vấn đề là tụi mình là học sinh, học cùng nhau chung năm lớp 12, sau đó hai bên ngồi chung bàn, và quen nhau từ đó. Còn mà vấn đề về chia tay là do là anh ấy có người khác và có đứa con cũng lớn hơn mình. Có đứa con cũng được cỡ tầm 2 tuổi. Sau khi biết việc đó nên là mình cũng nên ly dị. Chị ơi, tức là con riêng của chồng cũ của chị ấy là lớn tuổi hơn con trai của chị hiện tại hả? Đúng rồi. Có nghĩa là trong thời gian kết hôn là chị kết hôn 3 năm chị mới có con, thì trong 3 năm đó là con anh ấy đã được 2 tuổi rồi. Đúng rồi. Tức là lúc kết hôn với chị là cái người kia là đã có bầu rồi. Đúng rồi. Không, thật ra là lúc là tụi chị kết hôn là đã gần 1 năm sau là anh đã quen người đó và có con. Và bây giờ là anh chồng cũ của chị là đang sống với cái người kia luôn. Vâng, đúng rồi, vẫn còn là sống chung. Còn chị thì nuôi con. Cũng đúng. Tại vì bạn ấy không Lúc đầu là bạn ấy cũng kêu mình phá thai, nhưng mà mình nghĩ là do mình một bạn nuôi nên là mình không có bỏ và vẫn nuôi, và không cần tiền chu cấp của bên gia đình chồng, nên là từ đó giờ mình vẫn nuôi con được, mình vẫn có trách nhiệm. Đấy, mình là vợ chính thức luôn, có cưới xin cưới hỏi đàng hoàng luôn, mà con mình ra lại còn như vậy nữa hả? Đúng rồi. Trời ơi, thế là vẫn chưa bị nghiệp quật hả chị? Nghiệp quật rồi. Tại vì biết sao, tại vì họ giống như là gia đình họ là người Bắc đó. Họ nghĩ là cậu bé anh chàng đó là đã là con trai, thì đôi khi mà chồng mình là con trai trưởng, con trai lớn trong nhà, thì có một anh con trai. Nhưng mà khi mình thấy mình lúc mà, tại vì trong thời gian làm thủ tục ly hôn á, thì mình đâu biết mình mang thai. Tới lúc mà xong xuôi hết trơn á, mình mới biết mình có. Thì mình sao mình đòi hỏi người ta được, sao mình đòi hỏi người ta là phải có trách nhiệm. Nhưng mà ý quay là vậy thì đã ly hôn rồi mà vẫn bắt chị, kêu chị là bỏ con đi hả? Thì kêu giờ có rồi thôi bỏ đi, tại vì họ nghĩ là tốt cho mình đó. Nhưng mà mình cũng không có muốn. Họ sợ trách nhiệm thôi, chứ tốt thì cho mình chị. Thì mình hãy nghĩ tốt gì cho họ đi, mình đừng có nghĩ gì khác thôi, đó. Em không, vậy em mới hỏi chị câu là đã bị nghiệp quật chưa? Có, nghiệp quật rồi. Nghiệp quật sao rồi chị? Mười mấy năm trời dính vô đường ma túy là nghiệp quật rồi. Thế thôi. Hèn chi giờ chị nghĩ tốt thì người ta thôi, nghiệp quật cũng đủ rồi đúng không? Chính xác là vậy. Thế bây giờ con trai chị là đang ở thành phố với lại gia đình chị hả? Đúng rồi, bé đang ở thành phố và đang ở với bà ngoại. Còn chị thì đi làm rồi thỉnh thoảng chị mới về thôi. Đúng rồi, cỡ 3-4 tháng mà lựa vào thời điểm mà ít khách vé máy bay nữa, khách du lịch là mình bay về. Chị đã đến làm đâu chưa? Cũng được 1 năm rưỡi rồi. Mới ra đó 1 năm rưỡi, thì trước đó là chị làm gì? Chị cũng làm bên ngành này và chị cũng làm ở khách sạn ở trong thành phố. Tại vì do cái thời điểm đó là do bị dịch bệnh á, cho nên là thành phố đóng cửa không. Cái vừa mới thì ngoài đây thì cái ngành du lịch vẫn còn phát triển, nên là bay ra đi làm. Vừa bay ra tới khỏi đây là dịch bệnh nó bị bùng phát vào năm 21 á. Dịch nó bắt đầu thời điểm 20 bắt đầu nó mạnh á, là mình phải ra đây mình làm. Mình làm đây luôn. Rồi, thế là sắp tới mà ghi hình, mà bay về đây để ghi hình rồi thăm con luôn được đúng không? Đúng rồi. Tại vì mới Tết vừa rồi mới về nhà mà. Tại vì Tết vừa rồi mới về nhà ấy xong. Dạ rồi. Chị có điểm mạnh điểm yếu gì không? Có chứ, mọi con người ai cũng phải có điểm mạnh điểm yếu. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của chị là gì nè? Điểm mạnh là chị rất là thẳng thắn. Nó yêu thì yêu, mà không yêu thì nó thẳng, chứ đừng có mà nó cắt hai tay, chị không thích điều đó. Còn điểm yếu là hay mít ướt lắm. Ai làm chị mít ướt? Ai mà làm chị khó chịu là chị mít ướt. Mà dễ xúc động, dễ rơi nước mắt đúng không? Dễ xúc động lắm. Nhưng mà cũng gọi là đôi khi cũng đừng qua, mình cũng mạnh mẽ, đôi khi cũng mạnh mẽ lắm. Mạnh mẽ đến nỗi mà mình đôi khi mình phải sợ mình luôn. Đó là mẹ đơn thân 15 năm mà. Thật ra trước đó cũng có một mối tình, nhưng mà một cái vấn đề nữa mà thực sự là không ai muốn quen giúp chị là chị vô sinh. Chị không có khả năng chị có con nữa, nên là lúc trước chị cũng có quen, nhưng mà người ta đòi hỏi là có con, nhưng mà chị không có con được, nên là quen chị sau này là có em bé lắm đó. Chị nói chung là vậy, vô sinh thứ phát đúng không? Không có khả năng đẻ nữa, gọi là vô sinh thứ phát á. Tại vì Ngân lâu quá rồi. Không, chị vô sinh lâu rồi. Tại vì cái thời điểm mà vừa chia tay với chồng chị thì khoảng 1 năm sau chị có bạn trai mà. Chị vẫn có người mới. Thế xong rồi do là chị không đẻ được, người ta lại muốn có con. Nhưng mà chị quen nhau gần cả 5-6 năm mà không có em bé luôn. Cũng có những lần quan hệ nhưng mà không có em bé. Thì chị thả cho họ đi về, giống như tìm được người mới. Thì tìm được người mới thì đụng như là có bầu. Bây giờ ta có 3-4 đứa con rồi đó. Nên là chị biết là chị bị vô sinh mà. Chị nói thẳng là chị không có đẻ được, nhưng mà người họ vẫn muốn quen. Thì kết quả không như họ mong đợi, nên là mình phải buông tay cho họ đi tìm người mới. Rồi, thế bây giờ là chị có năng khiếu hay tài lạ gì không? Hát hò thì được không? Hát dở lắm, không có năng khiếu gì cả. Không có biết hát, cũng không có biết về là đàn tranh, đàn ca gì, không có biết gì hết. Tứ đổ tường thì biết những món ăn chơi không à, chứ không có biết mấy món mà năng khiếu. Tứ đổ tường là biết chơi mấy món mà đàn ông chơi sao chị chơi vậy được á, chứ còn mà năng khiếu thì không có đâu. Rồi, thế bây giờ chị mong muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào nè? Thứ nhất là không bắt chị sinh con này. Rồi, tìm nữa. Đóng cửa lại dùm luôn. Rồi, ok. Cũng không biết nữa, mình chỉ cần tâm sự được là cảm thấy Tiết cũng ổn. Giống như người biết lắng nghe Tiết. Có một cái nhược điểm trên tuổi Tiết nè, hơn tuổi Tiết cũng được. Nói hơn hoặc bằng tuổi chị ha. Và lúc lắng nghe Tiết là càng Tiết cũng thích, mình cũng thích hơn. Tại vì đôi khi trong công việc đó có những cái mà Tiết bị áp lực đó, Tiết muốn cho một người biết lắng nghe mình. Ví dụ như mình áp lực quá, mình muốn kiếm một người tâm sự nghe mình nói, thì là đó cũng là một điều hay. Biết lắng nghe. Rồi, quê quán các bạn trai thì sao chị? Thôi, ở thành phố đi. Tức là nếu như quen bạn trai thành phố là chị sẽ về đúng không? Nếu được ở thành phố thì cũng ổn hơn. Có điểm gì chị không thích ở bạn trai không? Gì ta? Ngoại hình thì chị yêu cầu sao? Cao thấp mập ốm sao? 6 múi hay là 3 múi hay như thế nào? 6 múi đi ha, có 6 múi càng tốt ha. Ngoại hình thì vừa cũng được, tại vì bản thân chị cao tới 1m83 đó, miễn sao là trên 1m83 là chị thấy ổn rồi đó, đừng có lùn hơn chị, không cõng chị được là chị buồn. Cao hơn chị là được, tức là 1m65 trở lên cũng được đúng không? Ok. Là nếu mà 6 múi thì càng tốt. Cổng là phải cổng được chị đúng không? Cũng phải cổng được chị. Ví dụ chị 1m63 mà kiếm anh chàng 1m50 thì sao mà cổng được chị đúng không? Đúng rồi. Chị bữa chị cũng quen một anh chàng hết rửa đâu cổng được đâu, bụng muốn chết luôn. Rồi công việc của bạn trai thì chị có yêu cầu không? Hả? Công việc của bạn trai chị có yêu cầu gì không? Không, tại vì mọi người có một cái sở thích mà. Chị thì công việc của chị là buồn phòng, thì chị không có bao giờ chê tay công việc của người khác. Mỗi công việc có một cái sự tôn trọng riêng. Nhà chị ở Sài Gòn là chị ở quận mấy? Nhà chị ở quận Nhất. Nhà quận Nhất. Dạ rồi. Ok chị Tuyết ha. Có gì là chương trình sẽ liên hệ tiếp với chị để làm nội dung kỹ hơn nếu như có người phù hợp với chị nha. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, em cảm ơn chị Tuyết nhiều, em chào chị. Dạ vâng, em chào anh ạ. Dạ vâng, chị bây giờ chị chủ động giới thiệu về những cái thông tin cơ bản của bản thân mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, hiện tại đang công tác ở đâu, đang sinh sống ở đâu nhé. Dạ vâng ạ. Dạ, em chào chương trình, chào anh chị. Em là Bùi Thị Hằng, sinh ngày 14 tháng 1 năm 83. Em làm công việc tự do, em làm may, em mở xưởng ở tại nhà. Và em ở hiện tại ở Thạch Thất, Hà Nội. Thạch Thất, Hà Nội rồi. Vâng ạ. Ok, chị Hằng có điểm mạnh điểm yếu gì? Chị là người sống như thế nào? Điểm mạnh của em thì em có thể cam chịu được, với lại là em có thể tự lo cho bản thân và cho con được. Nhưng mà điểm yếu của em là em hơi tính trẻ con, và lại em hay dỗi, vì lại tính em kiểu hay khóc ạ. Thế thôi ạ. Tính trẻ con ấy là sẽ trong trường hợp như nào, miêu tả cụ thể về cái tính trẻ con này mình em nhé. Ví dụ như thế là đối diện với người khác giới mà người ta nói mình một cái gì đó mà mình cảm giác mình hơi tự ái, là em hay tủi thân, em hay khóc ấy, cho nên là người ta hay gọi em là tính trẻ con. Tính trẻ con rồi. Thế vậy trước giờ mình chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình sao lại tan vỡ chị? Nói chung là em kết hôn năm 2007 thì em sinh năm 83, nhưng em này kết hôn với chồng em là năm 87 thôi. Thì chồng em ít hơn em 4 tuổi. Thì năm 2009 thì em sinh được cháu gái đầu. Đến năm 2013 thì em sinh cháu thứ hai. Thì đến 2015 thì là chồng em bị tai nạn mất. Mất năm nay là 8 năm. Lại là do các cháu nó còn nhỏ ấy, cho nên là em không, tại vì em hay chương trình thôi thì em cứ liều em tham gia thôi, còn thì thực chất là em cũng muốn lo cho các cháu nó trưởng thành, với lại là đỡ bị san sẻ tình cảm ấy. Bởi vì lúc bố cháu mất thì là con lớn mới chuẩn bị vào lớp 1 và cháu nhỏ mới được 17 18 tháng ấy. Cho nên là em cũng thực sự là em cũng chưa nghĩ là để em lo cho hạnh phúc của bản thân mình. Nhưng mà khi em có hay xem chương trình, em thấy hay quá, thế là em cứ theo dõi. Thì em thấy nhiều anh chị ghép đôi được, em cảm giác như thế là biết đâu mình cũng sẽ tìm được một người thông cảm và chia sẻ những cái mệt nhọc, cái gánh nặng cùng với em để lo cho các con của em thôi. Vâng, em nghĩ là khi chị tham gia chương trình ấy, là khi mà đã tìm được cái người mà phù hợp ấy thì chị phải sẵn sàng tham gia thì nó mới đạt được cái kỳ vọng tốt được nha chị. Nhưng mà thí dụ chương trình của tụi em là ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, khi mà kiếm được cái người mà phù hợp với lại những cái tiêu chí của chị ấy, thì chị bay vào được không? Em cũng không chắc là em có thể bay vào được, bởi vì em cũng hy vọng là chương trình nó có thể diễn ra ở tại Hà Nội thì em cố gắng sắp xếp, bởi vì bây giờ ba mẹ con nhà em ở mà mình bay vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh các cháu còn học thì em sợ em sắp xếp được để có người. Dạ vâng. Có gì là lần sau chị tìm hiểu kỹ về, theo dõi kỹ về chương trình dùng tụi em nhé, tại vì chương trình chỉ có ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi á. Dạ vâng. Đợi khi nào sẵn sàng tham gia thì có thể chị đăng ký tham gia lại với lại chương trình nhé, để cho nó có cái thời điểm phù hợp nhất. Vậy à, tận ở chứ ở ngoài Hà Nội mình là không có hả anh? Dạ vâng, ở ngoài Hà Nội thì bọn em không tiến hành các, tại vì những người mà tham gia ngoài Hà Nội ấy, là họ sẽ bay vào trong thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình. Dạ. Thế thì nếu mà lịch thì có thông báo trước thời gian không anh? Dạ vâng, lịch sẽ thông báo trước khoảng tầm 1 tuần 2 tuần gì đấy. Dạ. Thế à? Dạ vâng, quan trọng là chị phải sẵn sàng mở lòng cho cái chuyện tình yêu chưa, hay là vẫn còn đang lấn cấn các cháu, thì như thế lâu vẫn không có tốt cho cả cái bạn nam ấy. Dạ. Vâng, mà bọn em cũng không muốn làm như thế. Dạ. Chứ cũng không muốn là người chơi tham gia, liều tham gia này kia. Nếu như thể mà bạn nam mà đáp ứng được và thông cảm mà có thể chia sẻ cùng với em được thì em cũng sẽ mở lòng mình, và nếu mà hợp thì em sẽ chứ em không phải là bây giờ em vẫn cứ cố là em ý định đấy. Dạ vâng, thôi bây giờ chị chia sẻ về mẫu người mà chị muốn chương trình tìm kiếm cho mình ạ. Dạ, em muốn không cần quá giỏi quá tài, nhưng mà ít nhất người ta có thể trưởng thành, người ta còn lớn một chút. Cho em có thể cùng chăm lo con được với em, thì những cái tiêu chí khác thì em không cần phải giỏi giang, phải đẹp trai hay là phải giàu có gì cả, ít nhất là cũng phải lo được, nghĩa là cũng lo được cho ba mẹ con có một cuộc sống quá khó khăn, thế là được thôi. Là làm lo kinh tế cho cả cho ba mẹ con cùng một cuộc sống tốt, đúng không ạ? Vâng, người ta trưởng thành một chút là được ạ. Độ tuổi sao chị? Mẹ chờ con tí. Có ạ. Độ tuổi từ 50 trở về, bởi vì em 40 rồi. Rồi. Vâng. Ô, chị mong muốn là có người mà có nghề nghiệp như nào thì chị nghĩ là phù hợp với chị. Chỉ cần người ta có công việc nó ổn định một chút thôi, chứ không phải là người này người nọ, chỉ cần người ta công việc người ta ổn định và cũng có thể gắn góp được gia đình như người khác, người ta đừng có rượu chè cờ bạc hay là ăn chơi, là những cái người là em sợ, vì trước kia chúng em ăn chơi cho nên là em sợ, thì đấy là lý do mà từ ngày đến giờ em không dám nghĩ đến điều ai và lấy ai. Rồi ok, em cảm ơn chị Hằng nhé. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên để mà làm quen, nếu mà tụi em có tìm được cái người phù hợp ấy thì bên chương trình sẽ liên hệ lại với chị để mà tiếp tục tính lấy cái việc mà lịch vào ghi hình của chị nhé. Dạ vâng ạ. Đó, em cảm ơn chị nhiều ạ. Sinh ngày 1/11/1981. Mình đang làm cửa hàng trưởng của cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống xăng dầu Petrolimex. Nhà mình ở chung cư Belaza, quận 7. Mình hiện là mẹ đơn thân, có con gái là 16 tuổi. Mẹ đơn thân, con gái 16 tuổi. Rồi. Chị Dung là một người như thế nào? Chị có điểm mạnh, điểm yếu ra sao ạ? Điểm mạnh thì là dạng như là điềm đạm, nhỏ nhẹ. Còn điểm yếu là cả nể. Dạ. Chị có văn nghệ ca hát gì không? Có tài lẻ gì không? Không, mình không có tài lẻ. Dạ. Rồi. Chị mình chia sẻ cho em một chút xíu về cuộc hôn nhân mà chị đã trải qua nhé. Thì mình ly dị cách đây là 11 năm rồi. Thì hai vợ chồng về nói chung là không phù hợp, thấy không hợp nhau thì chia tay thôi. Nhưng mà hai vợ chồng là sống với nhau bao nhiêu năm? Lấy kết hôn từ bao nhiêu lâu? Chị kết hôn năm 2007, kết hôn được 5 năm. Kết hôn 5 năm. Vâng, vậy cái lý do gì chứ kết hôn 5 năm thì bảo là không hợp thì nó chưa thuyết phục với chị. Nó phát sinh nhiều mâu thuẫn, kiểu như là... Vâng, ở vấn đề nào đó là chính á. Chung là chị thì tính chị thì nhiều khi đó, có vấn đề gì chị cũng ít nói đó, thành ra là đâm ra nó nhiều khi nó tích tụ á, rồi đâm ra là nó bùng phát thôi. Thì nói chung là chồng thì có mình thì ai cũng có cái ưu điểm khuyết điểm, nhưng mà mình cảm thấy mình không chịu đựng nữa, không tiếp tục nữa, thành ra là mình ly dị thôi. Chị thấy ở trong cái lý do mà ly hôn ấy thì anh đấy là anh ấy có một cái vấn đề gì không? Mà tại vì bọn em phải hỏi những này để tìm cái người mới cho chị nó tốt hơn á, thì chị thấy anh ấy có vấn đề gì ở phía anh ấy? Nói chung không có sự chia sẻ, không có sự chia sẻ, mọi việc là cũng tự bản thân một mình chị. Nói chung là phải nói sao nè, nói chung là không có tính tự lập á, không có tự chủ, không có quyết đoán, cũng hơi lệ thuộc vào gia đình. Nên mọi việc là chỉ có một mình chị tự quyết. Ở trong vấn đề con cái như vậy. Rồi. Thì cũng chỉ có mình chị. Rồi. Mà bản thân chị thì là ít chia sẻ đúng không? Đúng rồi, ít chia sẻ. Chị tại vì chị nói 1-2 lần không được, thành ra đâm ra chị cũng không nói. Nên chị cũng không muốn là mình gây gỗ, chứ cha mẹ mà gây gỗ trước mặt con gái thì nó sẽ không có hay. Chị không muốn con chị nó như vậy. Vậy thì mình ly dị cách đây 11 năm rồi thì không biết là chị đã có những cái mối quan hệ tiếp theo chưa? Chưa em ơi, chị có đi làm công việc không? Nhưng mà chắc chắn là cũng phải có ông này ông kia tán tỉnh chị chứ nhỉ? Không, tại vì thực ra là chị là làm ở trong xăng dầu thì chị chỉ có ở trong ngành thôi chứ chị cũng không có giao tiếp gì nhiều. Bản thân của chị nhiều khi trong cuộc sống ấy, chị có cảm thấy cô đơn, xong rồi nhiều khi chị muốn tìm một cái ai cùng chị gánh vác cái công việc đấy không? Cũng có những thì đến thời điểm bây giờ thì là cần. Nhưng mà trước giờ là không hề nghĩ tới và cũng không có nhu cầu tiến thêm bước nữa à? Không. Tập trung vào làm thôi. Phải lo cho con. Thì bây giờ nói chung là con nó cũng lớn rồi. Lúc trước con nó còn nhỏ đó, cho nên là chị cũng không có nghĩ tới, chỉ có đi làm rồi cố gắng phấn đấu trong công việc. Hồi trước thì là chị làm kế toán. Xong rồi sau khi ly dị thì chị mới tập trung vào công việc, chị phấn đấu lên thì bây giờ chị làm cửa hàng trưởng, chị quản lý cây xăng. Nhưng là tập trung hết vào công việc rồi. Không biết là con chị bây giờ 16 tuổi rồi thì cháu nó có ý kiến sao về cái việc mẹ đi thêm bước nữa chưa? Nó cũng có những cái lúc nó ích kỷ, nó cũng không muốn, nhưng cũng có những lúc thì nó lại muốn. Hiện tại là nó đang muốn hay không muốn? Bây giờ là nó để cho mẹ tự quyết. Rồi, chị biết là chị cần một người đàn ông như thế nào? Nói chung là tự chủ, quyết đoán, không có lệ thuộc hay dựa dẫm vào ai hết. Là trụ cột. Trụ cột. Ngoại hình một chút xíu, chị thích mẫu người đàn ông có ngoại hình như thế nào? Chơi 1m65 dùm chị. Còn điểm gì nữa, đặc biệt hơn nữa, cụ thể hơn nữa? Cũng như là thì đó, chị thì cũng là mẹ đơn thân cho nên là cũng chia sẻ, cũng có cái sự bao dung, nói chung là quyết đoán và độc lập, tự chủ, bao dung. Cái vị trí vùng miền của anh ấy ở đâu thì hợp lý, quê quán của anh ấy ở đâu, nghề nghiệp của anh ấy như thế nào thì chị thấy là phù hợp với lại chị à? Có thể là bằng chị. Bây giờ hiện tại công việc của chị là cửa hàng trưởng, nó thu nhập một tháng của chị trung bình là bao nhiêu à? 15 triệu. Thu nhập 15 triệu tháng. Anh ấy đang ở thành phố hay là anh ấy có thể ở các tỉnh lân cận, hay anh ấy là người miền nào thì chị thích hơn? Miền nào cũng được em, nhưng mà đừng miền Trung. Chị không thích miền Trung đúng không? Không. Chị có thể quen xa được không? Chị có thể quen xa được không? Xa hả? Cũng được. Chị thích nghề nghiệp nào nghĩ là phù hợp với mình? Kinh doanh, nhiều khi bọn em không kinh doanh hoặc làm quản lý. Kinh doanh hoặc làm quản lý. Rồi, có cái điểm gì mà chị cực kỳ ghét của đàn ông và chị cho vào blacklist luôn? Là không có tính tự chủ, không có tự quyết được một vấn đề gì, cái gì cũng phải lựa thuộc vào gia đình, chị không thích. Rồi, đó. Anh ấy ở vùng miền nào cũng được nhưng mà càng cần thì càng tốt đúng không ạ? Đúng rồi em, đúng rồi. Bây giờ chị có bất cứ yêu cầu gì, đây là quyền lợi của chị nha, có bất cứ yêu cầu gì về bạn trai á thì mà người đấy người ta có một cái hoàn cảnh tương đồng như mình, người ta cũng chia tay vợ xong rồi cũng có con thì có vấn đề gì không ạ? Không anh, không vấn đề gì. Quan trọng là tính cách của họ thôi, ai cũng có mỗi hoàn cảnh mà. À, bây giờ là hai mẹ con mình ở Sài Gòn là đã có nhà chưa? Chị ở chung cư em. À, chị ở chung cư rồi. Là chung cư đấy là mua luôn rồi đúng không chị? Đúng rồi, của chị. Dạ. Rồi. Vậy là đấy, chị xem là còn yêu cầu gì về bạn trai nữa không thì chị cứ nói với lại bên em để bọn em tìm người cho chính xác. Nhưng mà chị cũng nói luôn nha, chị có xăm hình nha. À, chị có xăm hình. Đúng rồi. Bạn trai mà hút thuốc hay là uống rượu xíu được không? Được, không sao. Nhiều khi công việc ngoại giao cái đó là chuyện bình thường, nhưng đừng quá đà. Không quá đà. Rồi. Đừng có nghiện, đừng có nghiện. Dạ, rồi. Ok. Xăm hình thì bình thường mà. Dạ. Dạ vâng, ok, em cảm ơn chị Dung nhiều nhá. Thì hôm nay là cái buổi làm quen đầu tiên, nếu mà chị được chọn để cho lên sóng của Bạn Muốn Hẹn Hò ấy, thì sẽ có biên tập trực tiếp làm việc với chị nhá. Rồi, chị cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị, dạ, tìm người phù hợp chị. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, chào em, chị cảm ơn em. Dạ vâng, chào chị nhá.